Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Man City vô địch C1 lập hàng loạt kỷ lục bất ngờ. Man City trở thành câu lạc bộ ở Anh thứ hai trong lịch sử giành 3 danh hiệu lớn trong mùa giải bao gồm Cúp FA, Ngoại hạng Anh và Champions League sau đội hàng xóm Man United năm 1999. Chiến thắng cho thầy trò Pep Guardiola tại Istanbul đã được nhiều người đoán trước, nhưng diễn biến trận đấu cho thấy mọi chuyện có thể đi theo hướng khác nếu như cặp tiền đạo Lautaro Martinez và Romelu Lukaku không phung phí cơ hội. Trước trận đấu, ít người nghĩ rằng Inter sẽ kết thúc với số pha dứt điểm gấp đôi Man City, thế nhưng điều đó lại thành sự thật. Đoàn quân của Simone Inzaghi dứt điểm đến 14 lần trong trận đấu này, nhưng chiến thắng lại thuộc về Man City nhờ vào pha tỏa sáng của tiền vệ Rodri ở phút 68. Akanji kéo bóng lên và xẻ nách cho Silva lao xuống cấm địa. Quả tạt của Silva trúng đầu cầu thủ Inter bật ngược ra và đúng tầm Rodri lao lên từ tuyến 2 đặt lòng về góc gần khiến cho thủ môn Onana đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng này dù hơi lập bập vẫn mang đậm dấu ấn của Guardiola. Còn Rodri là cầu thủ Tây Ban Nha thứ hai ghi bàn cho một câu lạc bộ nước Anh tại chung kết Champions League kể từ khi Xabi Alonso cho Liverpool năm 2005 cũng trên sân Atatürk. Ở vòng đấu bảng, Man City hạ Sevilla 4-0 và 3-1, thắng Dortmund 2-1 và hòa không đều, đả bại Copenhagen 5-0 và hòa không đều. Sau đó thầy trò Guardiola lần lượt hòa Leipzig 1 đều, thắng 7-0 ở hai lượt vòng 1-8, thắng Bayern 3-0, hòa 1 đều ở tứ kết và hòa Real Madrid 1 đều, thắng 4-0 tại trận bán kết. Ở chung kết trên sân Atatürk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10 tháng 6, Man City hạ Inter Milan 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Rodri ở phút 68. Họ nhờ đó trở thành câu lạc bộ nước Anh thứ 6 đăng quang tại Cúp C1 châu Âu Champions League sau Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Man United và Nottingham Forest. Anh cũng là quốc gia có nhiều câu lạc bộ vô địch đấu trường này nhất, gấp đôi với những quốc gia xếp sau lần lượt là Italia, Đức và Hà Lan cùng 3 câu lạc bộ. Man City cũng thành câu lạc bộ thứ 10 bất bại trong hành trình vô địch Cúp C1 châu Âu Champions League sau AC Milan, Ajax Amsterdam, Liverpool, Man United với 2 lần. Bayern Munich, Barca, Inter Milan, Marseille và Red Star Belgrade. Manchester còn là thành phố thứ hai có 2 nhà vô địch Cúp C1 châu Âu Champions League khác nhau sau Milan. Man City ghi nhiều hơn 100 bàn so với số lần họ để thủng lưới 3 trong 5 mùa giải gần nhất, gồm 2018-2019, 2021, 2022 và 2022-2023. Không một câu lạc bộ ở giải đấu số 1 nước Anh nào từng tạo thành tích tương tự trước khi Guardiola nắm quyền sân Etihad năm 2016. Man City là câu lạc bộ Anh thứ hai trong lịch sử giành 3 danh hiệu lớn trong mùa giải, gồm Cúp FA, Ngoại hạng Anh và Champions League, sau đội hàng xóm là Man United năm 1999. Nếu tính trên toàn châu Âu, những câu lạc bộ từng giành 3 danh hiệu lớn nhất trong một mùa giải còn có Inter năm 2010, Barca năm 2009, 2015 và Bayern Munich năm 2013, 2020. Trong khi đó, Guardiola trở thành huấn luyện viên đầu tiên ăn 3 với 2 câu lạc bộ khác nhau, cùng Barca mùa 2008, 2009 và Man City mùa 2022, 2023. Ông còn là huấn luyện viên cán mốc 300 chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu của nước Anh. Ông cán mốc này nhanh hơn 102 trận so với kỷ lục trước đó được chia sẻ bởi huấn luyện viên Arsenal Arsene Wenger và huấn luyện viên của Liverpool Bob Paisley. Tổng cộng, Guardiola dẫn dắt Man City 413 trận, thắng 300, hòa 55, thua 58, ghi 1.015 bàn, sấp xỉ 2,5 bàn mỗi trận, thủng lưới 336 bàn với hiệu số bàn thắng là dương 679. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu tại sân Etihad với một Champions League, 5 Ngoại hạng Anh, 2 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn và 2 siêu cúp nước Anh. Lịch sử gọi tên Man City nhưng né tránh Lukaku. 3 phút sau bàn thắng của Man City, Inter đáp trả bằng một tình huống bóng lập bập trong vùng cấm địa khi hậu vệ Federico Di Marco ập vào đánh đầu cầu Âu, trúng xa bật ra. Chính Di Marco đánh đầu bồi nhưng trúng Lukaku và bật ngược lại, nếu không lưới của Man xanh có thể đã rung lên. Lukaku còn được trao cơ hội tốt hơn ở phút 88 nhưng anh vẫn kém duyên ghi bàn. Đội trưởng Marcelo Brozovic treo bóng từ bên phải về cột 2 cho Gosens đánh đầu chuyền ngang để Lukaku đánh đầu cận thành, nhưng bóng đập đất và này trúng thủ môn Ederson bật ra. Chính thủ môn người Brazil cũng bị bất ngờ khi bóng bay đến vị trí của anh trong tình huống này. Còn Lukaku cũng như nhiều khán giả Inter ôm đầu tiếc nuối. Inter cũng tạo ra cơ hội tốt khoảng 10 phút trước khi Rodri ghi bàn, nhưng khi đó Martinez xử lý thiếu đồng đội,
Tình huống đó Ederson và Akanji đều nhường bóng cho nhau để Martinez lao xuống cấm địa cướp được. Thay vì truyền vào trong cho Lukaku hoặc ngược ra cho Brozovic, Martinez sút thẳng vào trúng người của Ederson. Ở ngoài đường biên, huấn luyện viên Guardiola quỳ xuống sân sau sai lầm của học trò, rồi nhẹ nhõm khi đội nhà không thủng lưới. Đúng như những gì Guardiola nói trước trận, Inter gây ra nhiều khó khăn cho Man City. Hơn nữa, ông còn mất đi nhạc trưởng Kevin De Bruyne sau nửa tiếng bóng lăn vì chấn thương, khiến anh phải rời sân nhường vị trí của Foden. Trong thời gian ở trên sân, tiền vệ người Bỉ làm bóng cho Erling Haaland đối mặt thủ môn, nhưng cú sút của tiền đạo Na Uy không đủ hiểm để hạ thủ môn Andre Onana. Sau khi De Bruyne rời sân, Haaland cũng không tạo ra được dấu ấn nào vì đói bóng. Có những thời điểm cuối hiệp 1 hay đầu hiệp 2, Man City gặp khó khăn, Guardiola phải hét lên kêu gọi học trò bình tĩnh. Họ đã có thể thắng dễ hơn nếu như Foden không bỏ lỡ cơ hội đối mặt ở phút 77. Man City cũng phải nhờ tới tài năng của Ederson ở giây cuối cùng mới đẩy được cú đánh đầu của Gosen. Sau hiệp còi mãn cuộc, cầu thủ và ban huấn luyện Man City ùa vào sân khi hầu hết thành viên lần đầu vô địch Champions League. Với Guardiola, đây đã là chiếc vô địch Champions League thứ 3 của ông trên cương vị huấn luyện viên, chỉ sau Carlo Ancelotti. Còn ông chủ Masoud Al-Nahyan trong lần đầu đến xem Man City thi đấu sau 13 năm đã hưởng niềm vui của đội bóng lần đầu vô địch Champions League. Man City kết thúc mùa giải Champions League 2022-2023 bất bại, thắng 8, hòa 5 trận, ghi 33 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần. Đấu trường duy nhất họ không vô địch là Cúp Liên đoàn Anh khi bị Southampton loại ở tứ kết. Thế nhưng nếu như duy trì được phong độ, Man City sẽ lại là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu mùa 2023-2024. Haaland, De Bruyne bị thấp điểm nhất trong trận chung kết Champions League tối ngày 10 tháng 6. Trên sân Atatürk Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Haaland đã đá trọn 90 phút, anh chạm bóng 19 lần, chuyền 8 đường với 3 lần chính xác. Đi bóng thành công 2 lần nhưng mất bóng tới 8 lần. Anh cũng chỉ có một pha dứt điểm ở phút 27 khi lao xuống cấm địa, check bên trái, rồi sút đúng vị trí của thủ môn Andre Onana. Đây là bàn trình diễn thất vọng, nhất là với một cầu thủ đã ghi 52 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Trước trận chung kết, Haaland cũng tịt ngòi ở nhiều trận đấu lớn như hai lượt bán kết Champions League gặp Real hay chung kết Cup FA gặp Man United. Anh chỉ ghi một bàn trong 7 lần gần nhất và im tiếng ở 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, Guardiola cũng bình luận vui rằng Haaland có lẽ không quan tâm tới điểm số hay các thống kê bàn thắng ở các trận đấu gần nhất khi cùng Man City giành quân ba ngôi hạng Anh, Cúp FA và Champions League. Kevin De Bruyne nhận điểm 5, tiền vệ người Bỉ chỉ thi đấu 36 phút trước khi nhường chỗ cho Phil Foden vì chấn thương. Việc De Bruyne sớm rời sân cũng khiến Haaland thiếu đối tác ăn ý trên hàng công. Rodri, tiền vệ ghi bàn duy nhất giúp Man City lần đầu đăng quang Champions League, nhận điểm cao nhất với 8. Guardiola gọi tiền vệ Tây Ban Nha là cầu thủ đỉnh đoạt quân bao của Man City. Ngoài ra thủ môn Ederson cũng được chấm 8 điểm nhưng màn trình diễn chắc chắn gồm việc cản phá hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của Romelu Lukaku và Robin Gosen. Còn lại, Manuel Akanji, John Stone, Ruben Dias, Bernardo Silva, Ike Gundogan, Jack Grealish nhận điểm 7, trong khi Nathan Ake nhận điểm 6. Các cầu thủ dự bị vào sân là Foden và Kyle Walker không được chấm điểm. Phía Inter, Guardiola chấm Andre Onana, Alessandro Bastoni và Nicolò Barella cao nhất với 7 điểm, trong khi đó báo Anh đánh giá Onana không mắc lỗi trong bàn thua của Inter. Bastoni kiêm tỏa tốt Haaland với những pha tranh chấp trên không, còn Barella di chuyển khắp mặt sân và suýt mở tỷ số ở tình huống mà Ederson chuyển lỗi trong hiệp 1. Dejan Dumfries, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko nhận điểm 6, còn Federico Di Marco, Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez nhận điểm 5. Theo Guardiola, Di Marco nhiều lần bị Bernardo Silva hành hạ bên cánh trái, lỡ cơ hội quân bình tỷ số khi đánh đầu dội xà rồi đánh đầu bồi trúng người Lukaku phút 71. Çalhanoğlu thì không hoàn thành tốt vai trò kiến thiết, còn Martinez phung phí cơ hội đối mặt với Ederson. Những cầu thủ dự bị vào sân của Inter là Robin Gosens, Raul Belanova, Henrik Mkhitaryan và Daniel Alvisorio không được chiếm điểm.